Kính thưa quý anh chị, tôi thì quen lắm rồi, nhưng hôm nay chúng ta còn có niềm vui được đón tiếp cha Bảo Lộc là giám học của học viện mục vụ này, rồi cha ca sĩ Đăng Linh, cha Lĩnh là đặc trách ơn gọi ở trong giáo phận, và một cha trẻ lắm là cha Quân đang chuẩn bị đi du học. Các ngài đến đây để chia sẻ niềm vui và cùng dâng lời tạ ơn Chúa chung với lớp chúng ta. Cho nên chúng ta chào mừng các ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý anh chị và các bạn, chắc là không có ngày nào mà chúng ta không dâng lời tạ ơn Chúa, cụ thể nhất là đọc kinh cảm ơn. Nhưng chiều hôm nay, lớp Kinh Thánh 100 tuần khóa 3 và cùng với các anh chị khác nữa quy tụ ở đây để không chỉ dâng lời tạ ơn của mỗi một người mà là của tất cả gia đình Kinh Thánh chúng ta. Dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì những ơn lành Chúa đã ban cho mỗi một người, cũng như Chúa đã ban cho cả lớp Kinh Thánh này trong suốt hành trình hơn 2 năm qua. Và để chung lời tạ ơn đó một cách nghiêm túc và xứng đáng, thì chúng ta cũng không thể không nhìn nhận những thiếu sót của mình, mà đặc biệt là những thiếu sót đối với lời của Chúa, lời mà chúng ta có cơ may gặp gỡ, học hỏi, suy niệm và đào sâu. Xin Chúa tha thứ cho tất cả những thiếu sót đó để cộng đoàn chúng ta xứng đáng dâng lời tạ ơn trong thánh lễ này. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất; có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết ngạt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Thưa các anh chị, suốt gần 3 năm qua, tôi vẫn hiện diện với các anh chị mỗi chiều thứ năm. Nhưng mà hôm nay thì sự hiện diện không phải trong khung cảnh một lớp học, mà là trong khung cảnh một thánh lễ. Và cũng trong bầu khí của thánh lễ, nhất là thánh lễ bế giảng năm học, tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ dựa vào câu đầu và câu cuối của đoạn tin mừng mà chúng ta mới nghe. Câu đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay là: người gieo giống ra đi gieo giống. Rất đơn giản.
Để gieo giống thì người gieo giống phải ra khỏi nhà, đi đến cánh đồng và bắt đầu gieo hạt giống. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu không tìm giữ hạnh phúc cho riêng mình, nhưng Thiên Chúa ra khỏi nhà của người. Để làm gì? Để gieo vãi hạt giống. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban con một mình. Thiên Chúa ra khỏi nhà để gieo vãi hạt giống Giê-xu vào trong trần gian này, để hạt giống ấy làm trổ sinh nơi tâm hồn của con người những giá trị nhân bản, làm cho người ta trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa hơn. Và qua những con người sống đúng với ơn gọi là nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì xã hội này sẽ nhân bản hơn, thế giới này sẽ đẹp hơn. Và nếu chúng ta đọc cái câu người gieo giống ra đi gieo giống mà ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu thì còn thấy rõ hơn nữa. Các anh chị đã học Kinh Thánh chung với tôi chắc chắn là rất quen Thánh Thi ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip. Ta đọc lại cái Thánh Thi đó coi xem có phải là Chúa Giê-xu đã ra khỏi nhà để đi gieo giống không? Đức Giê-xu Ki-tô phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, mà trái lại, người đã hủy mình ra không, trở nên giống hẳn người phàm, chấp nhận vâng phục cho đến chết và là cái chết trên thập giá. Rõ ràng là Chúa Giê-xu ra khỏi bản thân của mình để đi gieo vãi hạt giống lời Chúa. Và sau đó thì người giao cho các môn đệ, các thánh tông đồ và tất cả hội thánh, mà mỗi người chúng ta là thành viên trong hội thánh đó, Ngài giao cho chúng ta cái nhiệm vụ đi gieo vãi hạt giống lời Chúa. Cho nên thưa các anh chị, hôm nay đó được gọi là ngày bế giảng, nhưng mà không có nghĩa là kết thúc. Tôi nhớ ở bên Mỹ, khi kết thúc một năm học, người ta tổ chức cái ngày lễ bế giảng lớn lắm. Và một điều rất đặc biệt là cái ngày lễ đó nó mang tên là Commencement Exercise. Commencement ở trong tiếng Pháp mà người Mỹ lấy lại nguyên văn chỉ có đọc khác thôi đó. Commencement có nghĩa là sự bắt đầu. Thế lạ lùng là chỗ đó, cái nghi lễ bế giảng một năm học mà lại dùng cái từ là sự bắt đầu. Hóa ra học xong rồi bế giảng không phải là chấm dứt mà là khởi đầu. Cho nên hôm nay chúng ta bế giảng một năm học Kinh Thánh không phải là chấm dứt mà là khởi đầu. Khởi đầu cho việc đến lượt mình ra đi gieo vãi hạt giống lời Chúa trong gia đình, trong cộng đoàn, trong sứ đạo, trong môi trường mà chúng ta hiện diện. Đấy là suy nghĩ thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cái suy nghĩ thứ hai dựa vào câu cuối cùng của dụ ngôn, cũng rất quen thuộc với chúng ta. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Thường thường là chúng ta đọc cái dụ ngôn này cùng với phần giải thích dụ ngôn, giải thích xem là cái đất tốt thì nó là ai, mà bụi gai thì nó là ai, vệ đường thì là cái gì. Thông thường là chúng ta đọc như vậy. Thì cũng là lời Chúa đó. Nhưng mà theo phân tích của các nhà chú giải,
thì phần giải thích đó là nó diễn tả kinh nghiệm đức tin của cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu. Người ta tự đặt cho mình câu hỏi là tại sao cũng nghe lời Chúa cả đấy, mà người này thì thấy tốt hơn, còn người khác thì thấy như không vậy, còn có người khác nữa, nó là còn tệ hơn nữa. Thế thì lý do ra làm sao? Và từ đấy người ta mới khám phá ra ý nghĩa của dụ ngôn là ở chỗ hiệu năng của lời thì vẫn có, nhưng còn tùy vào thái độ đón nhận của mỗi người. Cái cách giải thích đó là các anh chị nghe nhiều lần lắm rồi và rất tốt. Nhưng mà nguyên đoạn văn hôm nay thì chỉ có dụ ngôn chứ không có phần giải thích dụ ngôn. Và trọng tâm của dụ ngôn này chính là ở câu cuối cùng đó: có những hạt rơi nhằm đất tốt cho nên sinh hoa kết quả, hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Nghĩa là gì? Nghĩa là một niềm lạc quan tin tưởng của người đi gieo vãi hạt giống lời Chúa. Cho dù có những hạt rơi vào bụi gai, rơi trên vệ đường, mất mát đi nữa, thì cuối cùng vẫn có những hạt rơi trên đất tốt. Bây giờ chúng ta nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu xem cái ý nghĩa đó nó có đúng như thế không? Các anh chị hình dung lại Chúa Giêsu đi giảng đạo suốt 3 năm, cuối cùng được cái gì? Cứ nhìn vào đồi Can Vê và thập giá thì thấy được cái gì? Chắc chắn là Chúa phải giảng hay hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà cuối cùng được cái gì? Không những người ta không nghe mà người ta còn chống đối, và đỉnh điểm là người ta đóng đinh Ngài trên thập giá. Thế thì có phải rõ ràng là hạt giống toàn rơi trên vệ đường và bụi gai không? Ấy thế nhưng lịch sử thì làm chứng rằng hạt giống tin mừng mà Chúa Giêsu gieo vãi đã có hạt rơi trên đất tốt. Và vì thế mới có Kitô giáo cho đến ngày hôm nay lan rộng trên toàn thế giới. Thành thử ra nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu để thấy được cái niềm tin tưởng lạc quan của người đi gieo vãi hạt giống lời Chúa. Thế thì ước gì các anh chị và tôi cũng có được sự lạc quan tin tưởng như vậy. Có thể chúng ta cũng có cái kinh nghiệm là mình cố gắng gieo vãi hạt giống lời Chúa, mà đâu có phải lúc nào người ta cũng đón nhận đâu. Không chừng bị người ta chửi cho nhé, bị chống đối, bị nhục mạ, bị sỉ nhục nhiều thứ. Thế thì đừng chán nản, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rồi: hạt 100, hạt 60, hạt 30. Và chính cuộc đời của Ngài thể hiện điều đó. Bổn phận của chúng ta là cứ gieo. Tôi trồng, Apollo tưới, chính Chúa cho mọc lên. Ai nói vậy? Thánh Phaolô. Tưởng lại trả lời là Thánh Phêrô thì chưa thuộc bài. Tôi trồng, Apollo tưới, chính Chúa cho mọc lên. Bổn phận của mình là cứ gieo. Gieo những gì tốt lành, gieo tin mừng, gieo lời của Chúa, cứ gieo, chính Chúa cho mọc lên, lúc nào chúng ta không biết. Với suy nghĩ đó mà nhìn lại lớp Kinh Thánh này, thì không những tôi mà chắc là tất cả các anh chị chúng ta cùng chung lời tạ ơn Chúa. Riêng bản thân tôi tạ ơn Chúa, bởi vì cho dù bản thân mình rất nhiều khuyết điểm mà Chúa đã chọn để làm người đi gieo hạt giống lời Chúa. Tôi tạ ơn Chúa khi nhìn thấy các anh chị cầm cuốn Kinh Thánh ở trên tay. Các anh chị biết đấy, người ta vẫn nói là người Công giáo Việt Nam xa lạ với cuốn Kinh Thánh này lắm.
Có nhiều người công giáo không hề biết cuốn Kinh Thánh bao giờ. Có một giám mục kể cho tôi nghe là Ngài cũng mua Kinh Thánh về tặng cho các giáo xứ, rồi giáo dân ở trong giáo xứ. Thế một năm sau Ngài đến thăm với giáo xứ đó, thì Ngài mới hỏi ông Chánh Trương, chủ tịch hội đồng giáo xứ đó. Thế thì ông mới trả lời là cái cuốn mà Đức Cha cho nó dày mà khó đọc lắm, cho nên là chúng con đã bọc ni lông cất ở trên kia rồi. Thế bảo thế thì đọc cái gì? Ông ấy đưa ra cho một cuốn để Đức Cha xem. Thế thì hóa ra là ông ấy đọc cái cuốn Bổn Đồng Ấu, nó dễ đọc. Thế người ta nghĩ về người công giáo Việt Nam như thế nhiều lắm. Thế cho nên nguyên cái chuyện mà hàng tuần tôi thấy các anh chị người lớn cũng như các bạn trẻ cầm trên tay cuốn sách thánh như thế này, cả Cựu cả Tân Ước, rồi các anh chị mở ra rồi trực tiếp đọc và chia sẻ cho nhau, rồi đến giờ tôi hướng dẫn thì các anh chị cũng mở ra, tôi chỉ đoạn nào câu nào các anh chị cùng đọc với tôi. Nguyên cái chuyện đó thôi là phải tạ ơn Chúa, là bởi vì sách thánh đã trở thành một cái gì đó rất thân quen với các anh chị, chứ không còn phải là xa lạ nữa. Và khi đã thân quen như vậy thì sau khóa học này, cuốn sách thánh ở nhà các anh chị tôi tin là thỉnh thoảng sẽ được mở ra để chúng ta đọc đoạn này, đọc câu khác, và chính lời Chúa soi sáng cho cuộc đời của mình. Cho nên phải tạ ơn Chúa nhiều lắm. Rồi tôi tạ ơn Chúa mỗi khi tôi nhận được lá thư của ai đó gửi đến khoe rằng là con ở xa, ở tỉnh này, ở địa phận kia, nhiều người ở bên Úc, ở bên Mỹ, ở bên Pháp, mà con có theo dõi chương trình Kinh Thánh trong tuần ở trên mạng Internet, viết thư để cảm ơn cha. Tôi mừng lắm, tạ ơn Chúa về điều đấy. Mà chính các anh chị ở trong lớp chúng ta đã mấy lần tiếp những người bạn Việt Kiều về đây chia sẻ là họ đã học Kinh Thánh một trong tuần cùng với chúng ta, nhưng mà qua mạng Internet như thế nào. Và tôi tạ ơn Chúa mỗi một khi nhận được một lá thư của một anh chị em chia sẻ rằng nhờ lời của Chúa mà mình tìm lại được sự bình an trong tâm hồn, tìm lại được niềm vui trong những lúc khó khăn, tìm lại được nghị lực để vượt qua những nghịch cảnh. Tôi tạ ơn Chúa. Và nếu để nói lên những lời tạ ơn của mỗi một người trong lớp này chắc là nhiều, nhiều lắm. Thế thì dựa trên dụ ngôn người gieo giống hôm nay, xin chia sẻ một vài cảm nghĩ đức tin như thế để tất cả chúng ta chung lời tạ ơn Chúa. Và càng tạ ơn Chúa bao nhiêu thì càng ý thức trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Đó là trách nhiệm mình phải tham gia vào việc gieo vãi hạt giống lời Chúa, và gieo trong tin tưởng, gieo trong vui mừng, gieo trong lạc quan, bởi vì biết rằng chính Chúa là đấng làm cho mọc lên. Và cũng vì thế, cùng với những suy niệm này, giờ đây chúng ta đứng lên, dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện. Trọng kính Đức Cha Phêrô, người thầy rất kính mến của chúng con. Kính thưa quý cha đồng tế, được sự quan tâm và yêu thương của Đức Cha, lớp Kinh Thánh 100 tuần khóa 3 chúng con tiếp tục khai sinh sau hai khóa 1 và 2 đã kết thúc. Riêng khóa 3 chúng con sau 3 năm học tập lại tiếp tục được Đức Cha cho khai giảng lớp giáo lý Kinh Thánh trong năm Đức Tin, bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 2012 sắp tới. Chúng con cảm nhận diễm phúc khi được tham dự thêm một năm nữa để nghe Đức Cha giảng dạy những điều mà chúng con chưa biết.
một cơ hội ân sủng của tình yêu hiếm có. Ý thức được như vậy, chúng con quyết tâm học tập một cách tốt nhất trong năm cuối này. Lớp Kinh Thánh 100 tuần khóa 3 chúng con là lớp cộng đồng giáo dân. Giữa chúng con có nhiều sự khác biệt, giáo xứ khác nhau, ngành nghề khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và tuổi tác cũng rất khác nhau. Có cụ già 80 tuổi nhưng cũng có người trẻ chỉ mới 20 tuổi. Tất cả những điểm riêng ấy làm nên một nét chung là cùng một khát vọng học và sống lời Chúa. Cùng nhau san sẻ tình huynh đệ hiệp thông như anh em một nhà. Những khát vọng ấy được thể hiện vào mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần. Đặc biệt, những buổi chiều thứ năm trời mưa dông tầm tã, nhưng hội trường Gioan Bautista không còn hàng ghế trống. Những lúc ấy, chúng con được Đức Cha khen tặng nhiều lắm. Các anh chị có lòng khát vọng học lời Chúa rất cao. Lúc đó những tràng pháo tay vang lên cùng với 400 trái tim bừng sáng trong reo vui. Để lời khen tặng của Đức Cha trở thành hiện thực, tất cả 400 học viên chúng con nguyện một lòng cố gắng từng bước thực hành lời Chúa mỗi ngày, để xứng đáng đền đáp lại tình yêu thương và công sức của Đức Cha đã dành cho chúng con. Kính thưa Đức Cha và quý cha đồng tế, với tất cả tâm tình tri ân, đặc biệt trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng con được đón nhận hồng phúc của Chúa qua sự hiện diện của Đức Cha chủ tế, quý cha đồng tế, giúp cho anh chị em chúng con cảm thức sâu xa tình thương của Chúa nhiều hơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha và quý cha rất nhiều. Nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha và quý cha sức khỏe dồi dào, ơn khôn ngoan sáng suốt, để Đức Cha và quý cha dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và rao giảng tin mừng nước trời. Cũng trong tình huynh đệ thân thương, xin chân thành cảm ơn ông Phêrô Nguyễn Văn Trà, thầy Geronimo Nguyễn Văn Nội, nhân viên phòng học vụ, ban truyền thông tổng giáo phận, quý anh chị khóa 1 và khóa 2, quý khách mời danh dự, đã vì tình yêu thương đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng tôi. Cách riêng ca đoàn Monica và Đa Minh giáo xứ Vinh Sơn Ba, cùng tất cả các anh chị em đã đóng góp rất nhiều công sức cho việc tổ chức thánh lễ tạ ơn được sốt sắng và tốt đẹp. Trong tâm tình tri ân và kính mến, chúng con xin gom kết thành những bông hoa tươi thắm, kính dâng lên Đức Cha, kính xin Đức Cha vui lòng đón nhận. Thứ nhất là hôm nay chúng ta có nhiều bằng khen lắm, nhưng mà nếu có thêm một cái bằng khen nữa thì chắc là lớp chúng ta sẽ trao cho một nhân vật rất đặc biệt. Đó là một người nước ngoài mà đi học Kinh Thánh bằng tiếng Việt Nam. Và cái này chắc phải thêm cái bằng khen thứ hai cho bà xã của anh ấy, để bà xã làm thông dịch viên nữa. Điều rất là đáng quý, để cho thấy là lời Chúa vượt mọi thứ biên giới, kể cả biên giới của ngôn ngữ, văn hóa. Lời Chúa soi sáng tất cả chúng ta. Và hôm nay tôi cũng rất vui vì có sự hiện diện của bác Trà, rồi quý khách, rồi văn phòng, rồi các anh chị ở những lớp cũ nữa. Chúng ta sống cái tình hiệp thông trong gia đình ở trung tâm mục vụ này.
và các anh chị cảm ơn tôi để tặng quà cho tôi. Hình như còn có cái gì tẩm bổ nữa thì phải. Tôi rất là cảm ơn. Nhưng tôi mới chia sẻ với các anh chị cách đây không lâu là bản thân tôi cảm ơn các anh chị không phải về những lời chúc tốt đẹp hôm nay mà thôi, mà là vì chính sự hiện diện của các anh chị ở lớp Kinh Thánh này. Nếu không có sự hiện diện, không có lòng yêu mến của các anh chị, thì bản thân tôi chắc cũng không đủ can đảm để mà ngồi viết cái cuốn Đường Về Emmaus. Cái đó là tôi nói rất thật. Nó phải có một động lực thúc đẩy cụ thể thì tôi mới đủ can đảm, đủ kiên nhẫn mà ngồi làm công việc đó. Và đồng thời mỗi khi hướng dẫn các anh chị thì cũng là cơ hội cho tôi cầu nguyện với lời Chúa nhiều hơn, đọc lời Chúa, bản thân mình suy niệm lời Chúa nhiều hơn, và đời sống ơn gọi linh mục giám mục của mình được phong phú hơn. Cho nên xin hết lòng cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúng ta hãy chúc tụng Chúa.